Trung thu sắp hết rồi mà sao bọn từ thiện nó lâu dữ vậy ta? Chú ơi, tụi con là nhóm từ thiện, gửi chú cái bánh trung thu này, chú ăn nha. Ôi, cảm ơn các con. Các con đúng là những đứa trẻ tốt. Tụi con không có gì nhiều, chú đừng có chê nha chú. Không sao đâu con. Như vậy là con đã cho chú rất nhiều rồi. Con cứ giữ lấy mà tặng những mảnh đời khốn khổ hơn chú nha. Không sao đâu, tụi con còn nhiều lắm. Chú ăn đi, đừng có ngại. Vậy chú cảm ơn con nha. Chú ăn đi chú. Để lát chú ăn. Chú ăn lẹ đi, trung thu sắp hết rồi. Trung thu thì phải ăn bánh trung thu chứ. Hay là vậy, con ăn chung với chú một nửa cái đi. Chú ăn không có hết. Sao được, chú phải ăn hết đi. Hay là chú chê bánh nhân thập cẩm? Đâu có. Trung thu là Tết của sẻ chia mà, con phải ăn với chú. Thôi, chú ăn đi. Mày chê bánh nhân thập cẩm đúng không? Đâu có. Con ăn no rồi. Chú ăn bánh đi. Để con ăn gói hút ẩm này cho. Không, gói hút ẩm để chú ăn. Con ăn bánh đi, để có sức mà còn đi phát bánh cho những người khác nữa. Nói thiệt đi, chú thà ăn gói hút ẩm chứ không thèm ăn bánh trung thu thập cẩm đúng không? Đâu có. Chú muốn sẽ chia cái khoảnh khắc tuyệt diệu của đêm trung thu này với con mà. Vậy con với chú, mỗi người một nửa nha. Mày cũng thà ăn gói hút ẩm chứ không thèm ăn bánh trung thu thập cẩm đúng không? Đâu có. Trung thu vui vẻ nha chú. Trung thu vui vẻ.